Mẹ vô gặp thành phố mục tiêu. Ok. Mình và sói sẽ đơm kem với lại là nở thúi. Mình tập bắn 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 rồi. Ok. Ây à. Hai người cái gì cho bắt chút nha, cho thầy khôn nha, em sợ bắn phải dùng cái đầu thôi mà. Nãy nó chơi phải dùng cái đầu đúng không? Ôi, ôi ghê. Mẹ. Ủa sao hai người này có sát canh ghê vậy? Đâu tôi lủng cái đấy à. Ông bà cày, có sát canh vậy? Cày thế nhờ. Mày nó cày vậy. Một viên thôi, không thắng nhiều. Ghê quá. Nhưng trận này em thua chắc rồi, em yên tâm đi. Một này thôi. Căn cứu rồi. Cái đoạn đó. Cố đi, cố đi, cố đi, đi. Tôi ra ngoài đi anh ơi. Ây ạ. Kem nó bắn được đúng một viên đi mà bắn anh ép mãi không chết. tại vì kỹ năng lùn của anh hơi bị đỉnh. Chết chưa? Hay sói ơi. Quỷ nào nó chạy loanh quanh gần mình đấy nhỉ? Ây da, nó hay nó ơi. Mình cứ lâm đầu chạy là chết là sao vậy? Ôi trời ơi. Bị đau cho thoát. Đẩy hai rồi. Người để hấp diêm em. Có lượng. Bây giờ phải bắn thôi. Không sao, không sao. Hay sói ơi. Lẹ nữa. Nở định đi đâu ấy nở, định làm gì nở? Nở định đi đâu á. Bắt đầu mình vừa chạy ra chơi gặp ông Mét nữa là nói cùng rồi đó. What's up man? What's up baby man? Lô baby. What's up man? À bông rồi. Ây da. À bông không? Đợi xíu, đợi xíu. Tao lưng anh này. À
đang giải quyết cần hai ngay. Tôi mù mắt rồi. Đợi xíu đang giải quyết thù hằn cá nhân đã. Má bắn vậy mà không chết cả. Cây tôi nhờ. Nó xuyên keo ạ. Ây da. Mèo. Cố lên sói ơi. Đơm. Hay sói gánh rồi. Ngồi đây đâu. Giữa đêm tối. Điều như thế phải khó rồi. Kêu không ra tất cả. Ây da. Ok. First blood. Ác đâu. Em làm tập đít kia. Ây da. Má nở đâu ra vậy? Cầm sọc buôn bán chậm quá. Mày gọi đó là bí thuật đây nè. Em hỏi nhạc sao hay anh gọi nó là bí thuật. Yeah. Em hỏi nhạc sao hay, anh gọi nó là bí thuật. Yeah. Bắn chậm quá, không nên cầm. Có nên cầm sọc cuốn không? Hay cầm MP đi. Cầm MP chắc kèo hơn á. Sọc cuốn chậm quá. Tầm 4 thôi. Thu thằng cá nhân nha mọi người. Nó chạy qua nữa rồi. Ây da, nổ ơi là nổ. Định làm gì? Không lật kèo được đâu. Anh nói chẳng này anh Kim, Kim ngày trước đâu rồi Kim? Kem ngày trước rồi. Chết rồi, kem của ngày xưa chết rồi. Em đang hơi kem nhiệt, từ bình tĩnh. Kem vẫn đang buồn ngủ. Em đang buồn ngủ. Kem của ngày xưa chết rồi. Ơi, yếu anh ơi, một viên đầu rồi. Kem của ngày xưa chết rồi, thấy chưa? Đừng buồn kem nữa. Kem cua ngày xưa đã chết rồi. Hay quá, sói gánh mọi người. Không kem buồn ngủ quá, kem bắn hết nổi rồi. Ông này cầm hồn điêu, đừng có phép.